Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tạo nên những bước chuyển mình toàn diện, đời sống nông thôn Lâm Đồng với sự khang trang khởi sắc đáng kể. Chúng ta hãy về thăm xã văn hóa nông thôn mới Hà Đông, huyện Đạ Tẻ để thấy được những đổi thay cả về diện mạo và chất lượng cuộc sống người dân nông thôn nơi đây. Đây là con đường cỏ lạc xanh sạch đẹp. Mô hình điểm đầu tiên của huyện Đạ Tẻ được xây dựng thành công tại khu dân cư kiểu mẫu ở xã Hà Đông. Khung cảnh này hiện rõ sự tươi vui, trù phú của một vùng quê yên bình và niềm vui hiện hữu trên gương mặt của những người dân đang cùng chăm chút cho quê hương mình ngày một đẹp hơn. Nó xanh, sạch đẹp, mà coi như là bà con phấn khởi. Ngay cả chúng tôi cũng hoan nghênh và hỗ trợ. Tôi thì không có cái gì để đóng góp, nhưng có cái là đường xá là làm cho nó sạch sẽ, cỏ giả nó trồng cây cỏ lạc này cho nó bớt cỏ và nó xanh nó đẹp. Có được niềm vui như thế là nhờ kinh tế địa phương không ngừng được đầu tư phát triển. Bên cạnh thế mạnh về cây dâu tằm, cây cao su và một số cây trồng khác, thì các mô hình chăn nuôi có quy mô lớn như mô hình nuôi heo nái này đã được người dân Hà Đông xây dựng thành công. Đây là sự mạnh dạn chuyển đổi sang những mô hình kinh tế mới, không phải là loại cây trồng vật nuôi truyền thống của địa phương và đã đem lại hiệu quả nhất định bởi có sự tìm tòi, áp dụng khoa học kỹ thuật và đầu tư lớn về công sức. Heo con thì mấy bữa nay thì nói chung là cũng không có heo để bán. Dạ, heo bây giờ tại vì người ta hỏi nhiều lắm. Nuôi heo lái này mình quan trọng nhất là mình khâu phòng bệnh, với vòng vaccine, với cả lúc heo lên giống theo dõi phối heo. Mà nói chung là heo giống về thì quan trọng nhất là mình khâu chăm sóc, mấy cả làm vaccine, sát trùng chuồng trại, hạn chế người ra vào. Thì em đang tính nuôi thêm heo thịt thì từ giờ đến sang năm chắc cũng xây thêm chuồng nuôi heo thịt. Xã Hà Đông về đích nông thôn mới vào năm 2015, sớm hơn một năm so với kế hoạch đề ra. Sau 5 năm xây dựng nông thôn mới, Hà Đông có được những sự đổi thay đáng kể. Nếu như năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo của xã là 21%, thì đến nay chỉ còn 3%. Trong lúc đó, thu nhập bình quân đầu người của địa phương đã được nâng từ 9 triệu đồng lên 25 triệu đồng một người một năm. Để tiếp tục cho cái duy trì được cái xã văn hóa và nông thôn mới, thì như vậy là ngay từ đầu năm, Đảng ủy chính quyền địa phương chúng tôi đã có nghị quyết là như vậy là tiếp tục là phần đầu duy trì các tiêu chí và nâng cao chất lượng của các cái tiêu chí đã đạt được. Chúng tôi phát động một số cái phong trào thi đua, như vậy là thi đua là nông dân là sản xuất kinh doanh giỏi, tiếp tục là đẩy mạnh là các cái mô hình kinh tế, phát động cái phong trào xanh sạch đẹp. Trong cái phong trào xanh sạch đẹp thì như vậy là trồng cây hoa cỏ lạc, rồi thì cây cảnh dọc bên các cái trục lộ của cái tỉnh lộ 725. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó đề cao vai trò làm chủ của người dân, đã huy động được sự tự nguyện đóng góp từ ngày công đến vật chất của người dân. Về Hà Đông hôm nay, với những mô hình kinh tế phát triển, những khu dân cư kiểu mẫu an vui, những công trình khang trang, đã minh chứng cho những thành công của quá trình xây dựng nông thôn mới mà địa phương này đã nỗ lực về đích. Nhưng đến nay, nhiều đoạn trên con đường này vẫn án binh bất động.